Chào buổi sáng mọi người. Mình là Ngọc Châu. Chào mừng các bạn đang trở lại với kênh Ngọc Châu VN và ẩm thực du lịch cuộc sống. Thì hôm nay Châu quay cái video này. Châu rất là vui. Không biết hôm qua các bạn có ngủ có ngon không ha? Thì hôm qua Châu cũng nôn lắm. Để sáng mình dạy mình quay cái clip cảm ơn này đến gửi đến các bạn, gửi đến 1.000 lượt đăng ký theo dõi kênh của Châu ha. Thì Châu cảm ơn rất là nhiều mọi người đã ủng hộ kênh của Châu từ lúc không có một lượt đăng ký nào hết ha. Và bây giờ có khởi đầu là được 1.000 cái lượt đăng ký và lượt theo dõi các bạn. Cái đó là cái động lực, các bạn đã ủng hộ Châu, giúp Châu có thêm cái vững tin để Châu sẽ làm cái nhiều cái video hay hơn, tốt hơn để gửi đến các bạn. Các bạn cũng biết đó, thì từ đầu á, Châu quay những cái video đầu tiên á, thì cái gì nó cũng không có tốt, hình ảnh cho đến cách nói chuyện hoặc là cắt clip này nọ, mình tạo dựng clip đó các bạn, thì Châu cũng không có rành YouTube tập tành làm á các bạn, và mỗi ngày phải tìm hiểu, tìm tòi, học hỏi để đăng những cái video đầu tiên. Và cho đến bây giờ Châu rất là vui khi các bạn đã ủng hộ kênh của Châu đạt cột mốc 1.000 lượt đăng ký ha các bạn ha. Không biết nói gì hơn, thì mong các bạn luôn ủng hộ Châu nhiều hơn nữa ha, cùng đồng hành với Châu ha. Và hôm nay Châu cũng đang ở dưới giường dưới quê ở Đồng Nai các bạn. Thì Châu về thăm bố mẹ đó. Thì sẵn Châu sẽ quay một vòng giới thiệu căn nhà ở dưới Đồng Nai cho các bạn xem nha. Và hãy theo Châu ha, Châu quay cho các bạn xem ha. Các bạn thấy xa xa kia không? Đó là nhà dưới quê Châu ha. Thì nhà này ở Đồng Nai thì bố mẹ Châu cũng thường xuyên ở đây thôi, chứ còn Châu thì ở trên thành phố Sài Gòn các bạn, nên lâu lâu thỉnh thoảng về thăm bố mẹ thôi, chứ cũng không có ở đây thường xuyên. Đó, thì bước vào cái cổng nhà mình á, thì bố xung quanh là trồng cây kiểng nha các bạn. Đó, xung quanh là trồng cây kiểng nha các bạn. Và đây là yêu thích nhất nè, đây là nguyên cái vườn lan rất là đẹp. Hôm nay nó cũng ra nhiều bông á các bạn, nó đua nhau nó khoe sắc nè các bạn. Cho quay một vòng cho các bạn xem đó, bông nó nở đẹp không các bạn, đủ thứ loại hoa hết đó. Đẹp chưa, hoa hồ điệp nè, màu trắng, màu vàng, là màu tím nữa. Đó, lan hồ điệp trắng tím nha các bạn, đẹp ha. Mỗi ngày là Châu cũng phải tập quay cho nó rõ nét cho các bạn xem cho nó dễ với các bạn.
người cho quay bằng cái điện thoại á, đẹp quá các bạn ha, hoa lan nở đẹp ghê ha. Ở đây của gia đình Châu ha. Là phòng ăn. Là bếp ha. Đó, cái này ra phía đằng sau. Giờ Châu quay ra ngoài phía ngoài cho các bạn xem nha. Đây, các bạn đi bên hông nhà, các bạn bên hông nhà cũng trồng rất là nhiều cây kiểm đó các bạn. Còn xung quanh đây á các bạn là vườn điều với tiêu á các bạn. Đây cây điều. Cây điều thì thường thường á bao giờ cũng có đi với cây tiêu á các bạn. Cây điều để cho cây tiêu nó leo lên vậy nè đó, thì thường thường ta gọi là tiêu điều đó. Thì xung quanh nhà Châu là nguyên vườn tiêu, nguyên vườn điều. Và ở phía trên đó các bạn thì bố mẹ Châu có nuôi yến đó, thì mới nuôi thôi, nó cũng chưa có thu hoạch được, chưa có yến nhiều. Mấy bạn có nghe tiếng chim không? Đó, tiếng chim đó các bạn. Đó không phải chim thiệt nó kêu đâu. Là cái máy á, cái máy chim giả á. Để đó nó kêu để dụ chim thiệt cho nó về làm tổ á các bạn. Đây con chó nhà Châu nuôi nè. Con chó lông xù quá. Mấy bạn vườn tiêu với vườn điều nhiều lắm. Vừa đợt vừa rồi thì cũng có điều á các bạn, nó nhiều trái lắm với tiêu, nhưng mà tại vì lúc đó Châu chưa có làm YouTube á nên không có quay cho các bạn xem. Thì để năm sau á có dịp thì về ra trái tiêu trái điều thì Châu sẽ làm cái clip gì đó hay hay quay cho các bạn xem ha, đi hái tiêu hay hái điều gì đó ha. Đây gà. Đây. Gà mẹ Châu nuôi. Đó nhiều lắm các bạn, viên với vườn tiêu vườn điều bự lắm. Đi hỏi chân luôn á thì Châu quay sơ sơ cho các bạn xem thôi. Thì xung quanh á ở người dân ở đây các bạn, người ta làm rẫy rồi trồng cây ăn trái á, có rất là nhiều vườn cây ăn trái. Thì một chút nếu mà Châu có đi vườn cây ăn trái có cái gì quay được á cho quay cho các bạn xem hay hay ha. Cũng mong rằng có cái gì đó hay hay để quay cho các bạn xem nha. Bây giờ mình lại cái chòi dê đó các bạn thấy không, cái nhà sàn nó nuôi dê đó, của hàng xóm đó, cho quay cho mấy bạn nào chưa thấy con dê
thiệt ở ngoài á. Cho quay cho mấy bạn xem ha. Đây cây gừng nè các bạn. Mẹ trồng nè, bố trồng cây chanh nè. Đây là dây chùm bao nè các bạn. Cái đọt dây này mình hái á, mình luộc, mình nấu canh gì á, ăn nó mát lắm đó các bạn. Đây là rau càng cua nè các bạn. Đây là cây sả. Đây đó là cây sả nè các bạn. Còn đây là cây khoai mì. Khoai mì bố cho mới găm ha, mới trồng. Cây này là cái cây gì cháu không biết nữa. Đây. Mình đi qua chuồng dê ở sớm mình xem nè, cho quay cho mấy bạn xem chuồng dê. Dê nó ở trên nhà sàn đó các bạn. Con dê này nè các bạn, nó già lắm rồi nè các bạn. Các bạn thấy nha, râu nó quá trời nó dài lắm rồi. Dê này là sống lâu năm lắm rồi nè các bạn. Cái sừng đó, cái sừng ở trên đầu nó dài, nó bự ha. Cái râu của nó cũng dài nữa. Nó lớn tuổi lắm rồi đó. Bên đây là dê con nè các bạn. Đây, dê con quá trời luôn nè, dê mới lớn ơi. Đó. Đó, con dê nhỏ xíu kìa. Dễ thương ha. Nó đang bung mẹ đó. Dễ thương quá à. Nó có đồng dễ làm với sữa mẹ các bạn nha. Thì chủ yếu hôm nay Châu quay cái clip này á để cảm ơn mọi người đã ủng hộ Châu. Châu rất là vui nha các mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ. Đến hôm nay kênh của Châu được 1.000 người đăng ký theo dõi. Một cái động lực của các bạn đã ủng hộ Châu, giúp Châu sẽ có nhiều cái năng lượng để làm được nhiều cái clip hay hơn. Mong các bạn hãy cùng đồng hành ủng hộ Châu thật là nhiều. Và cái video của Châu thì đến đây cũng kết thúc ha các bạn ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bạn nào chưa đăng ký thì hãy bấm đăng ký và cho Châu một cái like, một cái chia sẻ để ủng hộ Châu ha các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau. Xin chào và tạm biệt. Bye bye.